Em chào tất cả các bác nha. Dạo này các bác có thấy em chơi lớn không? Hầu như là video nào em cũng sale hàng cho tất cả các bác. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay nhấn mạnh lại một lần nữa, không nhiều nữa đâu các bác. Có lẽ video này sẽ là video cuối cùng nhất mà em giảm giá sàn hàng cho tất cả các bác. Bởi vì em đang dọn kho mà, chuẩn bị đến mấy hôm nữa là vào những cái tháng cận kề Tết rồi, thì em sẽ bắt đầu đẩy hàng nhiều và tranh thủ như trong cái thời gian như những cái tháng gần đây, thì em sẽ xà kho hỏi là còn con nào thì em mang ra bán lại cho tất cả các bác. Nhưng mà nó không còn nhiều nữa đâu, hết video này nữa thôi là khả năng em cũng hết dao để mang ra giảm giá cho các bác rồi. Có con thì giảm giá rất nhiều luôn, nhưng có con giảm ít, có con giảm nhiều. Nói chung là mình cứ hữu duyên xem cái video này của em. Nếu ông mã nào mình ủng hộ em, và Zalo của em vẫn là một số thôi, Giao Phúc Sen HD, số điện thoại 0347 753 750. Đây sẽ là những con để các bác chuyên đi câu nhá, đi rừng đi câu nhá, đi rừng đi câu hệ nhỡ này, không có dài, không có quá là dài, toàn là hệ nhỡ lưới khoảng 21 này, 17 như thế này các bác nhá. Đầu tiên mã 1, mã 2 đi. Con nào có vỏ thì sale đi cả vỏ, còn con nào không vỏ thì không vỏ các bác nhá. Và đặc biệt một điều là trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ đi tương đối là nhanh, bởi vì nó cũng tương đối là nhiều mã để tránh cái thời gian các bác xem mất nhiều thời gian các bác, thì là mình sẽ đi luôn. Mã đầu tiên là một em dao lưỡi 21, độ dày sống lưng là 5 ly, một bên là nhám, một bên là để đen, chất liệu là vòng bi, cán là cán gỗ vun, có lá chắn đồng vàng, khâu đồng vàng và chốt một đinh. Em này hiện tại là có cả vỏ các bác nhá, em này hiện tại là có cả vỏ, quá là đẹp. Và vỏ con này thì là quá là tuyệt vời rồi, nhưng mà có lẽ là cái em chưa mang ra bán lần nào hay sao ấy, nên là vẫn thấy còn dư ở trong kho để xả cho tất cả các bác. Em này chỉ có giá nhá các bác nhá, bình thường em này sẽ không bao giờ dưới là 620.000 đúng không ạ. Hôm nay để cho tất cả các bác một cái giá thôi, một cái giá mà các bác sẽ phải cảm thấy rất là bất ngờ tại sao hôm nay em lại để giá đấy. Con nào cũng sẽ rất là bất ngờ như vậy. Đầu tiên mở bát một con nhẹ nhàng nhất 520.000 các bác nhá, mở bát một em đầu tiên là 520.000. Em thứ hai đi, em thứ hai cũng là dòng vòng bi như em này, mài trắng các bác nhá, lưỡi thì vẫn tương tự về chức năng, mức độ dày 5 ly. Con nào em cũng làm dày 5 ly các bác nhá, dao đi lừng là em làm dày 5 ly để làm sao để cơ động cao các bác, có thể chặt được cây củi to mắt che già này, dưa ống chân gò gà vịt này, hoặc là mình chặt cá làm cá này. Tại sao em để nhọn? Để các bác đào hố vót trông này, trẻ măng này thì mình đều làm được, nó cơ động cao như thế các bác nhá. Em này cũng là một trong những em có vỏ này, em này một là trong những em có vỏ này. Đây cái vỏ nó hơi rít một tí, trước khi gửi cho các bác thì bao giờ em sẽ làm cho nó đỡ rít đi, bào gỗ đi cho nó đỡ rít để gửi cho các bác này. Em thứ hai này, em thứ hai trong cái video mã số 1 nhá. Mã số 1, một em trắng một em đen. Em này cũng để cho tất cả các bác giá là 520.000 các bác ơi. Giá này thì phải nói là em chả có lãi gì với cái giá này đâu các bác ạ. Nhưng các bác yên tâm là khi mà các bác mà mình nhận hàng ấy, bây giờ cái vỏ nó đang là đúng cái vỏ rồi, nhưng mà nó em làm hơi rít hơi mới vì là mình chưa có xỏ đi xỏ lại nhiều lần. Khi mà các bác mang hàng về mình xỏ đi xỏ lại nhiều lần thì tự khắc là nó cũng sẽ gọi là trơn tru đi thôi các bác nhá. 520.000 mã số 2. 520.000 mã số 2 của con thứ nhất. Đến mã số 2, dòng mã số 2 thì xin phép bác là em cũng không sale được nhiều, bởi vì là con này thì các bác biết rồi, đây là mã M9 của bên em, thì là cái con nào ngày nào em cũng gửi con này, bởi vì là các bác ưng quá trời là nhiều cái mã này, thì thành ra là em sẽ không sale nhiều mã này. Nhưng mà trong video một nhiều con sale rồi, một con này mình không sale thì nó sẽ cảm thấy là bị lạc loài đi đúng không? Thì con này em vẫn sale cho tất cả bác này. Lưỡi là 19, bản rộng là rơi vào là 2,5. Độ dày sống lưng là 5 ly như thế này các bác nhá, cầm cực kỳ chắc chắn và đầm tay luôn, chắc chắn lắm bác ạ. Giống lưỡi của M9 các bạn nhá, cán em lại cán vót, cán 2 tầng như thế này. Để cho tất cả các bác một giá thôi, 330.000. Thứ hai là con M9 này. Con M9 này thì bình thường là bao nhiêu ạ? M9 này lên nhiều quá rồi, chỉ là để lên cho các bác ngắm đi ngắm lại thôi. Mới hoàn toàn tanh đành toành nhá, vừa mới ra lò luôn, không hề tồn một ngày nào đâu đấy các bác ạ. Thì là để cho tất cả các bác là 350. Lưu ý hộ em là chỉ có trong video ngày hôm nay mới có giá M9 là 350 và dòng cách tân của M9 là 330 thôi. Còn bình thường là chưa bao giờ có giá đấy các bác nha. Nếu mà bác nào mua đời đầu con M9 này của em là còn rơi vào là 420.000 cơ. Đấy, 420.000 cơ. Tiếp theo nha, tiếp theo đến con này. Con này thì là dòng ống khoan dầu khí không ăn gì. Xin phép các bác là con này em cũng không thể nào mà sale giá thấp cho tất cả bác được đâu, bởi vì con này dày 5 ly mà em sử dụng là ống khoan dầu khí không ăn gì nữa. Giá cả dầu khí thì mình nhập vào đắt hơn, làm thì mình cũng làm khó hơn. Mà đặc biệt cái cán thì mọi thứ mình đều làm cẩn thận như thế này cho tất cả các bác này, vót tay hoàn toàn luôn các bác ạ. Nên là giá cả của nó cũng sẽ không thấp hơn được. Thì là bình thường em để con này là 680.000. Nhà hôm trong video hôm nay em sẽ sale nhẹ cho tất cả các bác một con.
với giá là 620.000 các bác nhá, giảm xuống cho tất cả các bác là 60.000 rồi. Đấy, giảm xuống 60.000 cho tất cả các bác rồi, chỉ có 620.000 thôi các bác ạ. Các bác ưng mã nào? Ưng mã này thì mình liên hệ em là mã số 3, dòng ống khoanh dầu khí không han gì. Đến mã số 4 đi. Mã số 4 con này lưỡi 21, con này dày 4 ly rưỡi này. Dày 4 ly rưỡi, con này các bác mình mang về mình mài, mình chế mình mài lại giúp em thì cũng rất là tuyệt vời thôi. Không việc gì phải lăn tăn các bác nhá, đặc biệt là sử dụng dòng vòng bi, con này là sử dụng dòng vòng bi thì cái độ sắc bén nó sẽ rất là cao. Đấy, các bác mang con này về mình mài này, mình dùng cho em này, mình thoải mái lâu dài luôn, cả vỏ luôn. Mà để nói là để các bác trưng chơi treo phong thủy thì con này cũng quá là ok nha. Bởi vì là con này hiện tại là được cái vỏ rất là đẹp này. 480.000 cho tất cả bác, không hề về vốn một tí nào các bác nhá. Bởi vì là một bộ vỏ như thế này em đặt thợ mộc người ta đã lấy em là 350.000 rồi. Mà con ra em bán cho tất cả các bác vừa có 400 là coi như là lấy công làm lãi các bạn, không có một cái gì luôn, lãi mỗi tình cảm với các bác thôi. 480.000 nhá các bác ơi. 480.000 đấy là mã số 4 ạ. 4 là 480.000 này. Đến mã số 5 nhá. Lưu ý mã số 5 em sẽ có hai con dao là mình mua dao tặng vỏ, hai con này mua dao tặng vỏ nhá. Còn riêng con này thì là lưỡi giờ là 21 này, bản họng giờ là bản 3 rồi, độ dày sống lưỡi là 5 ly, nhám hai mặt như thế này. Bác nào mà thích hệ to to một tí thì mình lấy con này cho em nhá. Cán con này thì cầm nó rất là vừa vặn, có lỗ đồng ở đuôi này. Con này thì em vẫn để cho cả giá là 350.000 thôi các bác ạ. Đây là mã số 5, con đầu tiên nhất 350.000. Nhưng mà đối với cặp tiếp theo này, cặp tiếp theo này em sẽ gọi là tặng thì các bác sẽ hơi cười cho em. Nhưng mà nếu mà bác nào mình có nhu cầu mình mua con này rồi và mình chỉ cần một cái bao da để mình đi câu đi phượt gọi là dùng được thôi, thì em sẽ kỷ niệm các bác một cái bao da. Hiện tại hai em này đang là lưỡi 17 và độ dày sống lưng là 5 ly, cán là cán vót, tay cầm hai tầng khâu đồng như thế này, dòng cabi sắc bén cao mà các bác sử dụng lâu dài, càng mài càng bén các bác nhá. Riêng dao của nhà em là càng mài càng bén, hàng của nhà làm được nên là mới có giá đấy thôi, chứ nếu mà mình buôn bán thì là lỗ to rồi các bác ạ. Đối với hai con này, đối với hai con này bác nào mà lấy nhá thì là em để giá cho cả các bác hai con này chỉ có giá 280.000 thôi. Thôi để cho cả các bác 260.000 đi. 260.000 một con này nhá. 260.000 một con này này. Và đặc biệt luôn, nếu bác nào cần thì em sẽ kỷ niệm bác một cái bao như thế này. Gọi là dùng được thôi các bác ạ, gọi là dùng được thôi. Bác nào không chê thì là mình báo em thì là em sẽ lấy cho. Còn nếu mà bác nào cảm thấy không cần thiết thì là thôi. Mình cảm thấy không cần thiết thì thôi, còn bác nào không chê thì là em gửi kèm theo các bác là một cái bao da như thế này các bác nhá. Gửi kèm các bác là một cái bao da như thế này. Đấy, bác nào mà mình cảm thấy hợp lý này, dùng được thì là em sẽ gửi kèm các bác một cái bao da như thế này các bác nhá. Bao da là da sắt nâu, do là em thì thiếu hiểu biết. Bao da nó rất là đẹp thôi, nhưng mà em lại mang xuống, em lại mang lấy cái bàn chải về chải, thành ra nó mất màu cái bao da đi thôi, chứ nó không sao các bác nhá. Hai em mã số 5 đồng giá là 260.000 một em các bác nhá. 260.000 một em là hai em mã số 5. Đặc biệt mã số 6 này, hôm nay sẽ sale mạnh tay nhất ở mã số 6 các bác nhá. Mã số 6, đầu tiên mã số 6 có 3 con. Con đầu tiên là dòng ống khoan dầu không ăn gì này, trên da nó có dấu phúc sen HD ở xưởng. Các bác lưu ý giúp em là con này bác đi phượt đi câu thì không bao giờ sợ là gọi là bị han gì các bác nhá. Cán vẫn là cán vót tầng như thế này cho em. Dạ, có kẻ thãnh hai bên, dày là vào 3 ly rưỡi nhẹ nhàng thôi. Con này các bác mình chặt gà vịt này, làm cá cho em, gà vịt làm cá thì thoải mái các bác nhá. Chặt cây củi nhẹ nhàng thì vẫn cứ gọi là ok thôi, các bác không phải lăn tăn. Thái thịt, thái rau củ quả thì không bao giờ sợ là bị han gì hay bẩn đâu. Con này sale cho tất cả các bác, bình thường là con ống khoan dầu khí không han gì thì giá cả của nó bên em nó sẽ cao hơn con bình thường, rơi vào khoảng 80.000 một con. Nhưng mà hôm nay sale cho tất cả các bác, em này chỉ có giá là 280.000 một em thôi, gọi là về vốn các bác nhá. Còn chưa thể nào mà về vốn được với con này đấy. Đấy, sale cho tất cả các bác luôn. Em nhấn mạnh lại lần nữa là của nhà làm được thì mình mới sale được với cái giá đấy thôi, vì đằng nào cũng là của mình làm, mình cứ cho bớt đi. Tiếp theo mã thứ 2 của mã số 6, con thứ 2 mã số 6 tiếp tục sale mạnh một em nữa này. Em này thì sử dụng dòng vòng bi, dày vào 3 ly. Các bác mình chặt gà vịt này, thái thịt, thái rau củ quả làm cá này. Đấy, mình mang đi rừng đi phượt đi câu này. Em, các bác có tin được không? Các bác có tin được không là cái giá em nói tiếp theo đây cho tất cả các bác thì mình chỉ có giá là 200. Ui ôi, lần đầu tiên em bán với cái giá đấy các bác nhá. 280.000 cả vỏ các bác ạ. 280.000 cả vỏ, em có hai con nhá. Đây là con đầu tiên, đây là con thứ hai này.
280.000 cả vỏ, hai con này em đồng giá 280.000 cả vỏ nhá. Bác nào lấy hai con thì quá là tuyệt vời luôn. 280.000 cả vỏ dòng vòng bi cho bác nào mình ok. Dòng này thì mình triển khai cho em nhá. Ok, dòng này thì mình triển khai cho em 280.000 cả vỏ cái con mã số 6. Mã số 6. Nhấn mạnh giúp em là hai cái con này thì là em đều làm bằng dòng kabi. Tại sao mà con này là em làm bằng dòng kabi mà giờ em vẫn còn? Vì là hàng trước là em có khách đặt. Em có khách đặt, tuy nhiên là khách cứ hẹn là để đấy lấy sau ấy, nên là họ vẫn chưa lấy. Đến thời điểm hiện tại mà họ chưa lấy thì cũng cuối năm rồi, cũng được gần năm trôi qua rồi, thì em sẽ mang lại bán cho tất cả các bác luôn. Mà em bán với cái giá là 280.000 một con dao cả vỏ thì các bác không việc gì phải lăn tăn nữa đâu các bác ơi. Không bao giờ một cái xưởng dao chất lượng như thế mà toàn bán con hàng 500, 700, 800, 900, 1 triệu, mà hôm nay có con hàng cả vỏ 280.000 thì nó sẽ rất là lạ các bác ạ. Các bác thấy đúng không ạ? Rất là hiếm đấy, bởi vì từ năm ngoái đến năm nay thì em mới mang ra sale cho tất cả các bác trong một video này lần đầu tiên và duy nhất luôn đấy các bác ạ. Zalo của em vẫn là một số nhá, 0347753780. Tiếp theo là mình sẽ đến với con mèo lưỡi 26 các bác ạ. Mèo lưỡi 26, giày là giày 5 ly, dòng mèo vừa vặn để cho tất cả các bác là 250.000. Tất cả giá hôm nay chỉ áp dụng cho video ngày hôm nay, còn những ngày sau nữa thì các bác ơi giúp em là mình về giả cũ cho em nhá. Thứ hai là một con giọt như thế này cũng là 250.000 này, 250.000 một em mèo giọt như thế này. Các bác cứ dùng thoải mái cho em đi, vô tư cho em. Mình chặt đi, mình thái đi, mình cứ dùng đi. Có vấn đề gì mình cứ gọi lại cho em nhá. Còn con này thì là giày và 3 ly thôi. 3 ly cho bác nào mà mình thích cái sự nhẹ nhàng này. Nhàm hai mặt này. Đấy, cán là cán tiện này. Con này cán này cầm xinh lắm các bạn. Con này cán cầm xinh lắm. Đây có cả vỏ cho tất cả bác nhá. Em này là 530.000 một em cho tất cả các bác luôn. 530.000 em này các bác nhá. Giá này không về vốn đâu các bác ơi. Giá này không hề về vốn đâu. 530.000 ạ. Mã số 8 nhá các bác ơi. Mã số 72 con mèo là đồng giá là 250.000 nhá. Duy nhất hôm nay chơi lớn luôn, bởi vì mấy hôm nay tại sao các bác thì em bắt đầu là lên hàng sale nhiều, bởi vì là em đang ở nhà dọn kho sau mùa vụ. Đợt vừa rồi là trồng ngô này, trồng lúa này không được làm. Bây giờ có thời gian rồi là mình bắt đầu là có hàng là mình mang ra xả cho tất cả các bác rồi, dọn kho để chuẩn bị vào những tháng cuối năm là mình bắt đầu mình làm hàng thôi. Đấy, con này lưỡi 21 nhá các bác. Kẻ rãnh một bên này, độ dày là 5 ly này, cán là cán ốp này, có lỗ đồng ở đuôi này. Con này cả vỏ sale tất cả các bác cũng 520.000 nhá. 520.000 là không về vốn đâu các bác ạ, nhưng mà cứ sale thôi. Mấy khi mình tri ân với các bác, bác nào ưng em thì em triển khai bác đấy luôn thôi. Bác nào mình cảm thấy hợp lý thì là mình triển khai cho em. Đây sẽ là video cuối cùng và duy nhất trong năm nay em sẽ xả hàng như thế này cho tất cả các bác. Từ năm ngoài đến năm nay em chưa có video nào như thế đâu các bác nhá. 520.000 mã số 9 ạ. Còn mã số 10 là hai em ốp đồng, thì hai em ốp đồng mã số 10 thì xin phép các bác là cho em nhích giá lên một chút, bởi vì là cái ốp đồng này mình nhập vào đã rất là cao rồi. Cái ốp đồng này mình nhập cái đồng ấy, đấy, cái gỗ thì em chưa nói làm gì, nhưng mà cái đồng khi mà em nhập cái đồng vào ấy nó đắt lắm các bác ạ. Một miếng đồng của em thì nó đã rơi vào là khoảng 50.000 một miếng rồi. Thế bây giờ một cái cán là đi gần 200.000 tiền đồng rồi các bác ạ. Một cái cán là 24 miếng đồng là đi gần 200.000 tiền đồng rồi. Thì xin phép các bác là cái dòng đồng thì em cho em nhích giá lên một chút. Như con này hai tầng đồng đúng không ạ? Hai tầng đồng như thế này cho em. Đồng thì mài bóng bẩy như thế này cho tất cả các bác rồi. Đồng thì mài bóng bẩy như thế này cho tất cả các bác rồi. Vẫn là kẻ rãnh lưỡi, vẫn là 21 dòng kabi. Dòng kabi các bác nhá, sắc bén cao, bác yên tâm cho em. Đồng này thì mài bóng bánh như thế này cho tất cả các bác, mềm mịn ở đây rồi. Dòng cả vỏ nhá các bác ơi, cả vỏ sale tất cả các bác hôm nay có giá này. Nếu như em không ốp đồng, em để cho tất cả các bác chỉ có giá là 520.000 mã số 9 thôi. Thì hôm nay mã số 10 con đầu tiên em sẽ để cho tất cả các bác là 720.000 giá cuối cùng các bác nha. Giá cuối cùng là 720.000. Còn bác nào mà mình lấy con mà có một tầng đồng ở đây. Đây con này sẽ là một tầng đồng nha. Con này sẽ là một tầng đồng các bác nha. Con này một tầng đồng và một tầng gỗ này. Một tầng đồng và một tầng gỗ này các bác ơi. 650.000 nha các bác. 650.000 một tầng đồng một tầng gỗ ạ. Quá là tuyệt vời các bác ạ. Lưỡi này thì các bác không phải lăn tăn rồi. Dày dặn 5 ly. Chặt cực kỳ là đầm luôn đấy ạ. Đấy là mã số 10 nhá. Con số 2 của mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Một con dao cả vỏ. Lần đầu tiên em sẽ sale một con dao
Lưỡi là 20, độ dày sống lưng là 4 ly, à 5 ly, bản rộng dưa là bản 4, dòng cabi. Vỏ là vỏ gỗ mun, có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này. Cả vỏ cho tất cả các bác này. Wow. Và vỏ thì quá là chắc chắn luôn. Nhìn tổng thể con dao quá là đẹp các bác thấy không ạ? Khi bỏ vào dao quá là đẹp, lưỡi dao thì nó... Lưỡi dao con này cũng kiểu rất là lạ nhá. Nó cũng không phải là bình thường đâu. Nó sẽ làm mài mài đi như thế này này. Nhìn nó cũng rất là xinh ở đoạn này nó gập vào này. Sale cho tất cả các bác này. Con này bình thường nếu mà các bác mua nó sẽ rơi vào khoảng là 580 đúng không ạ? Hôm nay sale cho tất cả các bác chỉ có giá là 480.000 mã số 11 các bác nha. 480.000 mã số 11 các bác gọi em luôn. Còn em đây, em đang có một con mã 12 đây. Bác nào mà thích dòng mũi tù, cầm là nó phải đầm. Cầm là nó phải đầm ấy thì mình tham khảo mã này cho em. Đầm chắc chắn, khỏe. Đấy, đầm chắc chắn, khỏe, bền, dai, cứng. Chặt thì các bác vô tư cho em. Thì em này sale cho tất cả bác 250.000 thôi. Mã số 12 các bác ạ. Tất cả mọi con hàng chỉ áp dụng trong video ngày hôm nay. Sau này các bác sẽ không bao giờ có cái giá đấy nữa đâu. Nên là mong các bác hiểu cho. Nên là một khi mình đã ưng rồi ấy, thì mình cứ triển khai thôi các bác ạ. Bởi vì là như các bác biết rồi, từ năm ngoái đến năm nay em chưa từng có một cái video như thế này đâu các bác. Bên xưởng em thì vẫn là tiếp tục làm những con dao bếp này, dao đi rừng này, chuẩn chỉ cho tất cả các bác thôi. Các bác yên tâm là những con hàng thì ngày càng được phát triển và ngày càng được hoàn thiện cực kỳ cao. Zalo của em là vẫn số 0347753780, số này các bác nhá. Khi mà kết bạn thì nó sẽ có sự là xưởng dao Phúc Xe HD trên Cao Bằng. Các bác yên tâm là hàng tại xưởng giá đại xưởng mà con nào cũng được rèn cực kỳ là tỉ mỉ và cẩn thận. Em thì chủ yếu là 60% khách quen rồi. Nên là các bác yên tâm nha, cứ gọi điện vào chốt hàng thôi. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip lần sau ạ. Xin chào.